Toàn người đẹp thế này. Gãy ba cái răng cửa. Ồ. Con gái A Tông á. Ui. May còn đất đỏ đấy nhỉ. Này đào nó dễ, không dính đá. Bây giờ là thông báo với toàn thể bà con thế này nhá. Hôm trước là cái dự án rau ấy vẫn còn dư tiền khoảng 8-9 triệu rồi đấy. Thì bây giờ là tiếp tục là mình sẽ triển khai cái dự án cây ăn quả. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hôm nay thì mình lại đưa các bạn trở lại với con đường huyền thoại Cống Rua. Như hôm qua các bạn biết thì bà con Cống Rua đang sửa hết các cái đoạn sạt lở rồi. Bây giờ là thông tuyến đường đất rồi. Đấy, sửa những cái đoạn mà nhỏ nhỏ để mà tới đây để đổ bê tông. Và đã xong hết rồi. Tiếp tục thì hôm nay thì bà con lại trở lại xuống phía dưới tời vật liệu. Hôm nay mình sẽ mua cho bà con một cái dây cáp tời ở bên dưới. Hôm trước là đứt đấy. Hà Tông tí nữa sẽ xuống lấy. Và hôm nay chủ yếu là vận chuyển vật liệu thôi. Xem các bà con tăng cáp tời. Đấy, xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Và nhân tiện đây thì mình cũng quay sơ qua một chút về và thông báo cho tất cả các bác, các anh, các chị ủng hộ và theo dõi kênh. Thì những cái mặt hàng ở trên kênh đã trở lại vào ngày mùng 6 Tết rồi. Là bắt đầu sấy thịt rồi, tất cả các mặt hàng bắt đầu là trở lại với quỹ đạo sau khi nghỉ Tết. Đấy. Hiện tại thì người nhà mình đang làm các cái công đoạn thịt thiếc thì mình quay sơ qua một chút cho các bạn cùng nắm bắt và biết được cái lịch các bạn nhé. Phía bên này thì chú đang mài dao. Phía bên này thì mẹ mình đang em dần đang chuẩn bị cái món thịt lợn đen gác bếp chuẩn của người Thái. Đây là mẻ thứ hai. Ba chỉ đây này. Ba chỉ rút sườn ngon chưa này. Đấy. Trong ở trong được chưa dần? Chiều được à? Đây này. Cái này sấy từ hôm mùng 6 nhỉ? Mùng 6 bắt đầu sấy này. À mùng 7 nhỉ? Mùng 7. Hôm nay là mùng 9. Thì 2 ngày là chiều nó ra lò, hơn 2 ngày. Hôm nay ngày thứ 3. Đấy. Chiều nay ra lò nhá. Trên này là thịt thăn, dưới này là ba chỉ. Và tiếp tục là cứ ngày nào cũng một mẻ, ngày nào cũng một mẻ. Hôm qua là không lấy được thịt ấy, hôm nay lại tiếp tục là vào mẻ mới. Ngày nào một mẻ, ngày nào một mẻ. Thông báo cho tất cả các bạn cùng nắm bắt được về cái mặt hàng ở trên kênh mình. Đây, củ nhãn này. Đó. Trong cái khoảng thời gian Tết vừa rồi thì thật ra là vào cái năm đầu mình bán hàng nên là cái sự bị động nó khá là lớn, nên là về cái mặt hàng nó quá tải rất là nhiều luôn. Nên là năm nay sang năm nay thì mình sẽ rút rất là nhiều các cái kinh nghiệm từ cái khâu bán hàng và chuẩn bị mặt hàng của năm ngoái. Tại vì năm đầu bán hàng và cái số lượng các bác ủng hộ cũng phải nói là cũng cực kỳ là đông đi, nên là nhiều bác cũng phải thực sự là thông cảm cho bên mình. Ra Tết này thì các bạn đặt thì nó thư thái hơn. Còn phía bên này là rau người Mông. Rau người Mông này về thì bên mình lại mài sơ qua một lần nữa để cái đầu ra nó chuẩn. Không phải là sơ qua mà là mài kỹ ấy, tại vì là người ở trên đấy thì thợ người ta cũng mài cũng cơ bản thôi, nhưng mà nhiều lúc là cũng vội vàng nên là mình về mình phải kiểm tra cái đầu ra nó phải thật chuẩn sắc cho các bác được. Đây, rau chặt này, vừa chặt vừa thái nhỏ hơn này. Để thông báo cho tất cả các bạn cùng biết nhé, là bên mình là bắt đầu lại trở lại với các đơn đặt hàng sẽ được đặt từ hôm mùng 6 Tết. Rau này các bác là đặt nên đặt sớm vì là không có ngay được đâu, không phải là lúc nào cũng ra lò được rất là nhiều sản phẩm đâu. Đặt hàng trước xong phải chờ rau thì mới chờ thời gian thì mới lấy được rau các bạn nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lên bản thôi. Hôm nay thì A Tông sẽ ra cửa hàng lấy dây thép và mình không ra đấy, mình chỉ chuyển khoản cho cửa hàng thôi.
Giờ thì mình sẽ đưa các bạn lên trên cống vua. Đây, hiện tại thì mình đã đến con đường huyền thoại rồi các bạn ạ. Đang ở dưới chân cái đoạn cua khó nhất đấy. Đường trơn quá mình không lên được. Nhưng mà hôm nay đi được một đoạn thì cái anh chủ cửa hàng mà nhỡ xe dây cáp là chưa vào được. Thế nên là phải điện ngay vào trong cho anh em là dây cáp chưa vào được đâu thì a tông không phải ra nữa. Thì cũng nghe anh em nói luôn là thế thì để dân bản giúp hai cái nền nhà ở trên này đào nền. Tức là chưa có dây cáp thì chưa chuyển được vật liệu thì giúp nhau làm nhà đã. Nên là mình cũng tiện đi vào tận đây rồi thì mình lên trên bản xem anh em. Thứ nhất là nào đoàn kết để anh em làm nền nhà như thế nào. Và thứ hai là cũng bảo anh em luôn là chuẩn bị cho cái dự án trồng cây ăn quả luôn các bạn ạ. Hôm nay thì mình vào đến đây thì không còn cái cảnh sương mù. Đấy. Nhìn cái chiều xa nó nhìn được khá là xa. Đẹp. Ui. Đây này, cái chỗ sạt này hôm qua anh em đã sửa thông hết rồi đây này. Đó. Khiếp trơn lắm các bạn ạ. Đường bê tông mà nó có dính một tí bùn mưa vậy này. Trơn lắm, chắc phải tầm 3-4 ngày hừng hừng lên chắc mới ổn được. Chứ còn như này, có đường bê tông thì đi được, mà không có đường bê tông thì chịu. Bánh xe mình quay tít cũng tài nào luôn. Đây, chỗ này là hôm qua dân bản sửa rất là bằng đẹp rồi. Chỉ căn bằng mắt thường và dùng những cái cuốc xẻng rồi tất cả các thứ rất là thô sơ thôi. Bà con sửa đường rất là đẹp luôn các bạn. Kìa, trên kia là lên đấy. Đoạn cua gần đầu bản rồi đấy. Bây giờ nó rộng đẹp. Đây, chắc hôm qua là sửa đến chỗ này đây. Chỗ này là hết. Chỗ này là chắc chắn là phải sửa thêm. Lên một đoạn nữa. Chục mét nữa. Thì nó mới rộng ra chỗ này được. Còn phía trên này thì ổn rồi. Nói chung là về cơ bản về cái mặt đường, đường đất để mà đổ bê tông thì cống rua gần như hoàn thiện hết rồi. Giờ thì tập trung là cố gắng vật liệu này. Đấy. Bên ở đây thì tiếng người đông chưa? Bên này một cái nền. Bên trên sân bóng này một cái. Tiếng người vọng hai nơi. Chắc là mình sẽ lên bên trên này trước. Cái của át tráng. Cái này là cái của át tráng. Thêm có đông không? Ở trên này thì đặc biệt là ở gần rừng đó, người ta về cái gỗ lạt ấy. Nhà người ta thì rất là khó khăn nhưng mà người ta chuẩn bị được cái gỗ lạt các bạn ạ. Nhà này dỡ nhà ra. Ôi dồi ôi. Xin chào. Sao có một mình đại ca thế này? Toàn người đẹp thế này. Toàn sao thần người đẹp thế này. Không có đàn ông à? Đây này. Như các bạn biết là cái nhà của người Mông nó phân ra làm 2-3 hệ cơ. Cái nhà chôn cột này là đời thấp nhất. Là đây nhà này này. Một dãy bên này là nhà chôn cột này, tức là người ta gọi là nhà tạm ấy. Còn nhà cột kê thì nhà kia. Đấy. Nhà chôn cột thì rất là thô sơ. Nó yếu lắm. Trên này thì trên một nửa hộ dân là nhà tạm nhé các bạn nhé. Là nhà chôn cột hết. Chỉ có mấy nhà có điều kiện là làm nhà kê được thôi. Vất vả lắm.
nhưng được cái ở đây người ta chuẩn bị được gỗ lặt. Toàn người đẹp thế này, hôm nay toàn người con gái xinh thế này. Con gái á tông à? Mà quả váy đẹp nhỉ. Nào khiêng đi. Chạy hả? Chạy hả? Khiêng đi. Để chưa có chồng anh còn giới thiệu chồng cho. Hả? Cái gì? Chipo hay? Hả? Bảo gì rằng? Trắng? Úi dồi. Tập xe ngã gãy hết răng á? Ai? Đâu? Gãy ba cái răng cửa á? Ồ. Con gái A Tông á? Ui. Thật á? Bây giờ là không cười. Bây giờ không cười à? Tôi chết rồi. Đâu ra đây anh hỏi tí nào. Ra đây anh giúp cho. Con gái A Tông sinh thế này mà tập xe ngã gãy hết ba cái răng rồi. Chết rồi. Ra đây anh bảo. Ra đây anh giúp cho. Em chỉ cần cười lên một cái là anh giúp được ba cái răng đẹp luôn. Ngã ở đâu à Trắng? Ngã xe ở chỗ nào? Ngã ở sân bóng này hả? Ôi dồi ôi. Sao lại sao răng vập vào đâu mà gãy được nhỉ? Khổ thân, vừa sinh gái thế này mà ngã gãy răng. Thế đấy, có bác nào giúp con gái A Tông ơi. Ba cái răng cửa. Cho lấy chồng gái không thì khổ thân. Ở đây có mấy đứa xinh lắm nhỉ? Còn mấy đứa mới lớn này. Đấy. Sao hôm nay anh nhìn bác? Khổ thân. Ngã lâu chưa hả Trắng? Được tuần chưa? Hơn tuần chưa? Chưa ăn Tết là ngã rồi hả? Ăn Tết rồi, ăn Tết rồi. Ê, hôm nào lắp cho ba cái răng vàng rồi nhá. Cửa thân. Sao? Đâu, xem nào, xem răng nào. Gãy kiểu gì? Xem gãy kiểu gì? Đâu rồi? Thôi ngại. À không máy quay á, được rồi anh tắt máy quay để anh nhìn nhá. Rồi. Cổ thân mình tắt máy quay để mình nhìn cái mà người phải bị cười luôn. Em ý bị gãy răng là mất ba cái lợi rồi, cái này phải cấy chân rồi. Cái này phải cấy chân mất ba cái này nhiều tiền phết đấy. Chết rồi, ba cái răng cửa này. Sao mà đi lấy chồng rồi đây? Không phải răng cửa đâu các bạn ạ, cái răng bên trong cái răng cửa, ba cái liền nhau luôn. Từ cái răng nanh ra. Đấy, bác nào giúp được em ý đi làm lại bộ răng để lấy chồng không mà sinh như này mà mất răng rồi khổ quá. Chết tôi. Thương nó. Con A Tông các bạn ạ. Con gái A Tông ấy. Chỉ vì tập xe máy thôi mà gãy ba cái răng sợ thật. Rồi yên tâm nhá. Anh sẽ cố gắng là nhờ các bác giúp cho ba cái răng để lấy chồng không chết. Thôi đi sang bên này tí đã A Trắng nhá. Sang bên này tí đã. Tiếp tục thì chúng ta sang bên này để xem cái nền nhà của A Phụng. Bên này thì hai bên thì đông chắc là tương đương nhau đấy. Bên này thì có nhiều đàn ông hơn. Những cảnh rất là thanh bình, bà con đoàn kết giúp nhau. Rất là tuyệt vời luôn.
Ui, ở đây có cái nhà khổ thế. Này, nhà này của hai vợ chồng không có con. Ở nhà này, bên trong này lại có một cái nhà gì đây. Ô, sao như kiểu cái lò rèn cũ ấy. Biết là đi sang đây kiểu gì đây. Chào các đại ca. Chào anh. Sắp xong chưa? Hôm nay chưa được dây cáp anh. Chưa, sáng mai nó nhỡ xe rồi. Dây cáp sáng mai. Sáng sớm. Ấy lấy xe lên làm à phải không? Xe của anh đi nhỉ? Xe của A Hử đấy. A Hử à? Bên này có vẻ là đông đàn ông hơn à? Bên kia vui phết đấy. Mấy chị à bên kia cũng vui phết. À Phụng được cái nền này may còn đất ấy đấy nhỉ? May còn đất đỏ đấy nhỉ? Này đào nó dễ, không dính đá. Mấy ngày? 10 ngày xong, 10 ngày. 10 ngày cơ. Ui. Cái nền nhà 10 ngày sợ nhỉ? Không có đâu anh em, phải tết, em tết. Mai lại làm đường đấy. Ai đại ca thời rèn kia. Về đây giờ. Tí nữa xem là buổi chiều nữa xem bảo anh em đào cái hố ấy đấy. Một trồng cây. Trồng cây ăn quả. Cả bản đấy. Không phải là su đâu. Cây đào, cây mận, cây lê. Úi, đào chất đấy. Đào mới hợp, cao. À. Đào một con chải tìm đâu ra cái giống đấy mới là quan trọng. Chưa rèn được à? Chưa rèn được à? Nhiều việc như này mà. Nhiều việc như này. Đông vô là đông. Nhà cô chưa xỉa chú cô. À, xin chào bà. Chào bà nhé. Đại ca rèn Atu này. Sao cái lò rèn của ai cũ này không ấy được? Đấy đều lấy mà thời gian bận quá mà, đại ca. Tức là bây giờ bận quá à? Thời gian bây giờ đang làm đường này, đang đò nhà này cũng có hai vợ chồng mình về bé cũng. Căng nhỉ. Có làm được. Thế muốn ra Tết này thì làm luôn này. Làm luôn mà bây giờ cũng có bởi hai vợ chồng đi muốn làm ba bốn nhà lạt đường á. Chẳng có biết bây không bây giờ vợ mọi khi vẫn đi làm đường ở đây, mình ở nhà rèn không được à? Rèn đấy mà nó đang làm nhà ấy này. À không làm nhà thì không nói nhưng mà xong làm nhà rồi ấy. Nhưng mà giờ tính thế thì phải đò lên nhà hai thằng đấy xong chưa đã. Không thấy sao. Mà anh chơi xong làm cái về rồi giang cái này đó. Nhưng mà là đò hay nền nhà bọn cho nó xong đấy. Còn cái gì nếu mà đừng để có về rồi. Anh em mình mới sắp sang đây rồi. Cái điện nhá. Cái nhà này thì làm đi mấy anh em tập trung là làm rèn cho em đi. Tập trung gì mấy hàng lít nhau này. Làm rau thương hiệu cúng rua đóng dấu quạc vào đấy. Ông cũng biết rèn đấy. Tổ chức mấy anh em họp cùng vào 3-4 người vào làm cho nó nhanh. Thế thôi. Hai người làm vỏ, hai người làm lưỡi. Đấy, người khâu đồng. Không có thanh niên nào thích cái đấy à? Thanh niên không làm à? Tiền đấy không kiếm ở đâu ra nữa. Thanh niên làm thì được thôi, nhưng mà thanh niên làm rất là đẹp. Nhưng mà không ăn thua. Không bền đúng không? Đừng bật con đây là... Hả? Vợ của A Vàng à? Sao cái mặt làm sao đấy kia? Mặt bôi phấn kiểu gì mà lở hết ra thế kia? Bôi mặt phấn đấy, đang chỉ đấy. Chắc là bị mồ hôi à? Vợ A Vàng à?
À vàng, à vàng. Thực phấn này chắc kiểu gì mà thật ra như kiểu là bôi nhiều này sinh ra đấy. Sinh ra mà. Sắp lấy chồng mới à? Hả? Duyên à? Trang điểm vợ dê kia nữa. Dê. Ôi vợ, cả chị kia nữa. Mấy người này dùng chung à? Dùng chung à? Ây da, trắng xinh thế nhỉ. Đây vợ A Tu à? Ồ, vợ A Tu mình đây còn trẻ thế này. Thế mình đẻ mấy đứa rồi A Tu? Đẻ mấy đứa rồi? Mấy đứa? Nào đứa? Mày còn đi chạy đấy không? Chắc là lâu giờ lên 7-8 rồi quá hả nhỉ? Không, nó khóa lâu rồi, không khóa lâu đâu nhiều. À, không khóa lâu rồi. Đợi mình cái A Chủa đấy, A Chủa lấy về sâu mình đấy. À. Cùng 7-8-9 đứa đấy. Mình thì 5 đứa nó không khóa nhiều thì à. Chú. Mình, nhiều mình lắm. Khóa rồi đúng không? Ừ. Không khóa là nhiều đấy rồi phải không? Ừ. Cứ tưởng là mình đi chạy nên là không ra được đều. Vợ A Dê này còn đẻ tiếp không? Hả? Chị đẻ rồi. Chị đẻ à? Không chịu được à? Sinh năm 96 mà làm 6 đứa rồi. Phải làm 3 đứa nữa. À 4 đứa nữa cho đủ 10. Nghĩ. Đẻ. À thế là nó bỏ à? Ừ. Nhưng mà khỏe đấy, đẻ được như em là khỏe đấy. Trẻ khỏe xinh. Ai à, nếu mà Châu á. Ui Châu giờ này thành đại gia rồi. Nghỉ á? Nghỉ ăn ở nhà nào? Phụng à? Tưởng ăn ở nền này. Bây giờ là 12 giờ kém 15. Kiếp nhà cái nền nhà đào một tuần rồi. Sợ nhỉ. Cái gì? Một tháng rồi á? Một tháng rồi, 20 ngày thôi. Gần tháng 20 ngày thôi. Ở đây nhá, làm nhà thì chỉ có một hai chuồng thì xong rồi. Là lên là một trăm mấy tháng rồi đấy. Nó chủ trương mà nó dưới dễ nhiều. Nói chung là lên có máy xúc rồi, xong có sắt rồi. Ở dưới kia bây giờ có máy xúc rồi. Trên mình này thôi, vất vả. Nhiều được cái là bản cũng đoàn kết. Cũng giúp nhau. Vì xúc nó có qua được đâu, đợt trước làm đường nó bảo nó không qua mà lại qua không được. Qua thế nào được? Qua được thì phải giả cho nó 1 lít, chắc nó mới qua. 1 lít rưỡi chắc nó mới qua. Ừ, 150 triệu chắc nó mới qua được. Nguyên cái đường nó phá để mà nó qua đây nó bao nhiêu tiền rồi. Không đơn giản đâu. 150 triệu thì hết thở bất xúc. Chứ A Tú bỏ lên làng thì mới làm thôi. Còn mấy thằng kia mà đồng hồ 70 triệu. Nếu A Tú không đầu tư đồng ngày ra ngày mong nó đầu tư sẽ để con nhiều. Bây giờ A Tú làm đầu tư là đồng ngày về nó về thêm là cũng không thích để con, nó thích đi xe máy đó. À, thích đi xe máy hơn đúng không? Con, mà nếu A Tú không đầu tư đồng này chắc là để nhiều lắm. Về nó bảo, bây giờ A Tú là đồng về rồi muốn đi chở xe đi. Thật, đi tập xe mà đi. Mấy màu mà chán tinh này. Chứ nó đi xỉ như con. Đấy, bây giờ bà nào vào đây xinh gái nha, phải không? Để thế chứ. Trong này về thằng nó đi xe máy rồi màu mà chán tiền tiền gái đi ta về.
Bây giờ mặt em nào em thấy trắng tinh. Ừ, cái đi xa xuyên khác hẳn luôn. Ừ, khác hẳn luôn. Có đường ngoài Văn Minh đến khác hẳn luôn. Ừ, khác hẳn luôn. Phải đủ nhiều lắm. Đi, về đi. Vâng, vâng, về đây. Xem một bữa cơm cả bản ăn chung đào nền xem sẽ như thế nào. Quay những hình ảnh thực tế cho các bạn xem. Những cái nhà chôn cột ở những nhà này đây này. Yếu yếu siêu siêu vẹo vẹo đây này. 27 nóc nhà thì tầm khoảng 15 nóc nhà là chưa làm được nhà kê. Nhà kê nó sẽ như thế này nhá các bạn nhé. Đây, nhà kê đây này. Cột vuông chắc. Ờ, xin chào. Đây này. Đại ca AJ đây. Bảy đứa đấy. À, khua ăn ở đâu? Ở nhà Mướn ơi. Trên nhà Phụng à? Ừ. Bên đây ghi hình một cái cảnh tượng thực tế của hai cái nền nhà này, mà đây nó cũng là một cái bữa cơm gọi là tình đoàn kết của bà con ở đây. Nhà nào cũng vậy, ăn cũng như vậy. Xem có món gì đặc biệt các bạn nhé. Nhà dưới kia chắc cũng nghỉ ở đấy nhờ. Hai nhà gần nhau. Được cái bản này nó rất là tập trung các bạn ạ. Nó không giải rác đi nhiều, nó chỉ là một chòm thôi. Nên là hú một cái là cả bản nghe thấy luôn. Bể nước thì chắc được nhiều lắm quá nhỉ. Dùng được lâu không? Cu? Có. Ừ. Em không ở nhà máy không biết. Mày đi làm à? Mày đi làm vừa về à? Vâng, Tết vừa về. Tết vừa về chưa đi à? Chưa. Ừ. Bao giờ mới đi? Nhà mấy ngày. Nhà mấy ngày mới đi à? Hát xong thì đúng rồi, nhớ chứ luôn. Vợ nấu cơm chưa? Xem nào. Oh, xin chào con gái A Tông. Nấu chưa? Ua mó chưa? Ua dâu. Ua dâu à? Mang ớt à? Đây, bữa cơm mời cả bạn đây các bạn này. Măng ớt, rau xanh, một bát nước lã. Đây. Cảnh tượng rất là thực tế ở trên cống rua luôn. Đấy, cảnh mọi người dân đang đi lên nhà A Phụng để ăn cơm ấy. Nghỉ cơm trưa, ăn cơm xong cái đi làm luôn. Đặc biệt là ở đây là thế. Người ta không ai nghỉ chưa, làm rất nhiệt tình. À, Giàng bên kia trước nghỉ cơ, vẫn còn đang thấy cuốc đất rồi kìa. Trắng chỗ đấy làm nhà cũng đẹp nhá, chỗ trắng kìa. Đẹp. Chín khẩu à, không biết nói tiếng Thái cơ à. Vào đi A Tống. Vào đi. Vào xem anh em thôi, chỉ còn ăn uống thì cẩn trọng cái gì. Nào. Cái gì đây? Cái gì ở trên kiềng đây? Vào đi, vào đi. Nó mó, nó mó. Vào đi. Nó mó đi. Ăn đi, ăn đi. Ông làm cái món gì đây? Ông? Hả? Ông thái cái gì đây? Thịt sấy à? Thịt mỡ. Ồ, thịt mỡ không phải là cháu đến đây có khách cũng phải làm đâu. Ăn như mọi người thôi. Không phải làm đâu. Ta làm ta ăn thôi. Làm ăn, ờ. Không phải có khách khứa đến đây. Vâng, ăn cơm đi. Ừ, ăn cơm nhá. Nó đi, nó mó. Ừ, nó đi. Ờ, vâng. Ăn cơm này toàn rau à? Ừ. Đấy, là cơm. Bữa cơm toàn rau thật. Đắt đập trứng lợn, 200.000 đắt rồi. Ấy thịt lợn bây giờ phải 100 mấy nhỉ?
tám hay trăm gì không nhỉ? Trăm tám. Ăn cơm chú. Ừ, ăn đi, ăn đi, anh em ăn đi. Hả? Cháu ăn rồi, cháu ăn rồi, ăn rồi. Đúng rồi. Còn xem anh em ăn thôi chứ còn anh vừa mới ăn ở dưới kia mà. Vừa lên mà. Dưới kia, chỗ này chứ. Ăn đi, ăn tự nhiên thì quay một cái cảnh thực tế của anh em trên cống rua thôi, một bữa cơm nhờ bản làng thôi. À Tông ăn rồi à? Vừa ăn xong à? Ừ. Tại vì cũng muộn rồi mà, bây giờ hơn 12 giờ rồi. Em lên ăn rồi, ăn lên rồi. Ăn rồi, chị ăn đi. Vâng, 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 ăn đi, mời nhá. Không làm tí dẻo à? À, uống rượu mà không làm được nhà đâu, thế là tốt đấy. Vợ của A Phủ này còn làm cái món gì đấy? Rau. Rau? Lại làm rau à? Này ăn ạ. Đúng rồi, rau phải làm nhiều nhiều vào một tí. Cảnh rất là thanh bình luôn trên bản. Hấu đi chứ, mỗi ông một bát. Chiều làm nó mới bon. Ơ cái này rượu á, à không phải đâu á. Nước lã đúng không? À nước à. Bỏ tao cắn chơi. Ok anh em ăn đi nhá. Xuống A Tráng xem một tí. A Tông xuống không? Hả? Được chưa à? Đi mỗi nhà một tí để xem quay 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 cảnh một tí. Vâng vâng vâng. Đi xuống A Tráng kia. Xem là bữa cơm của nhà A Tráng có giống như ở trên này không. Mình ăn cơm rồi, tại vì là lúc nãy là mình đi bản bên kia, mình cũng ăn sáng hơi muộn, kèm theo mấy cái bánh nữa nên là lên đây không ăn. Còn bình thường là mình cũng ăn cùng anh em cho vui đấy. Anh em mời nhiệt tình lắm. Ờ à, cái gì đấy? Cơm à? Chưa à? À Tráng chén chưa? À? Ăn chưa? Ăn rồi, ăn nhà nữa. À, ăn ở nhà bên kia à? Ăn nhà bên kia, nó bảo là nó xấu hổ lắm, nó ăn nhà bên kia. Xấu hổ, nó lại ăn nhà bên kia. Không ăn ở nhà bên này à? Ây da. Nên xem bữa cơm nhà A Tráng mời anh em có giống bên kia không nhá. Ôi dồi ôi. Chết. Thế nào, xin chào nhá. Nào mó. Nào mó. Ờ, nào mó đi. Ăn bình thường đi, không phải ngại đâu. Đấy, một bữa cơm bên này cũng vậy. À, bên này có thêm mấy cây măng nhỉ. Măng với rau à? Ăn đi, con gái A Tông này. Ngại toàn quay mặt đi thôi. Không làm tí dẻo à? Hả? Chị mua rượu à? làm tí hậu chớ chứ. Chị mua chớ đấy. Bên này hai mâm, nhà trên kia cũng hai mâm nhưng mà bên này là nhiều phụ nữ hơn. Trên kia là nhiều đàn ông hơn. Trên kia một mâm đàn ông, một mâm phụ nữ, còn đây là hai mâm phụ nữ. Ai chú mua chớ à? Ai chú mua chớ à? À thế là bò bì mua một đao. Sao ở đây người ta lại không hay ăn bát là không nhau một bát to. À bên này thì có bát đây. Ăn đi nhá, xin chào nhá.
ăn rồi cái gì nó mó cái gì chipper hay ui rồi ơi đừng nghịch nước nhá bẩn lắm. A Su không ăn cơm à? Vâng, cơm nhà thôi. Ăn ở nhà, không ăn ở trên đấy à? Vâng. Ăn ở nhà cũng giống ở đấy thôi đúng không? Đấy, nhà nào cũng cả. Nhà nào cũng ăn rau, không nhận. Trên này hay đấy. Dân nó còn vất vả. Vất vả quá. Trong làng Tống là cũng phải mời anh em bằng thịt bằng thiếc đấy. Nhưng ở đây mà chính như thế này nó mới hay. Nó mới có cái sự đoàn kết, nó vui vẻ, nó không cầu kỳ quá. Đúng không? Vẫn là biết nhờ người ta rồi đến giúp. Thì mình mời rau thì mai sau người ta cũng mời mình rau. Kiểu đấy đúng không? Đúng không? Hay. Cái này là cột gì? Cột cây xến. Xến à? Cột này là cột 18 à? Ủa cột to. 16-18 à? To thế nhỉ? Cột xến đấy. Xà xến à hay xà gì? Xến hết á? Kháo á? Chật nhỉ? Bộ này đỉnh đấy. Bao giờ làm? Bao giờ mới làm? Đợt nhà xuân thì à, làm luôn à? Cái này là mình thuê thợ hay là mình tự đục đẽo? Thuê thợ luôn. Nguyên thuê thợ là hết khoảng bao nhiêu tiền? Chưa biết được. Nhưng mà nhưng mà là nhà như của bác sử thì 20 triệu quạ trở xuống, nhưng mà bác sử là nhà to mềm mại mẹ bây giờ là 20 triệu con đợt rồi, nên nhà cái thằng ông phòng này 20 triệu để chắc là không được được không? Lên thôi, thế thôi. Được, tầm đấy thôi, 18, 20. Chứ thì nó mà nói chỉ là 18, 18 rưỡi, 19, bây giờ nó bây giờ cứ gọi lại. Chính là bây giờ nó lại lên. Lên thì lên thì thêm 1 triệu nữa. Lên 20 đi, đúng không? Đây là như đây là nguyên công thợ nhá. Đấy là nguyên công thợ đấy nhá. Còn mình tự làm hết. Ăn uống này rồi là lợp liếc là mình phải nhờ hết. Đấy. Ôi nhiều tiền. Nhiều tiền đấy. Không phải đơn giản. Tức là làm cái nhà này như hôm qua nói với anh em là hết khoảng chắc là khoảng 40 triệu đúng không? 40 triệu mới đủ. 40 triệu. Làm được nhà này xây đúng cái nhà rồi. 40 triệu á? 1 triệu không xây được đâu. Xây một cái nhà bé. Không xây được. Bé quá. To cái nhà này. Cái nhà Atu anh có biết không? Nhà Atu biết rồi. Nhà đấy tổng tất cả polo cả nhà vệ sinh các thứ bếp biếc là nó rơi vào hơn 90 triệu đấy. 92 triệu đấy. Thế nhưng mà như cái nhà như xây chung có gỗ thì 90 triệu không làm được đâu. Không có gỗ mà 90 triệu không làm được cái nhà gỗ này. Đúng rồi. Nếu mà mình không lấy được gỗ. Không lấy làm được. Có gỗ thì xỉ làng nếu chịu. Nhà gỗ bây giờ đắt hơn nhà xây mà. Gỗ được gỗ xịn thế này thì cũng mà đắt lắm. Nhưng mà bây giờ không có rồi nhớ nhỉ. Có ngắn đi xa thì có. Có ngắn đi xa tí cũng có. Xến này còn à? Tấu thì hết à? Khó cũng nhiều là khó là xa quá. Kháo lại xa hơn xến. Khó xa hơn. A Khu ơi, hô thật to cho anh em bản tập trung về để em phổ biến cái cây giống này cái. Cây ăn quả ấy. Đi xuống sân này đi. Xuống dưới này đi, tập trung ở đây đi. Em ơi, mấy em ơi. Xuống đây. Xuống đây, xuống sân bóng đây. Ở đây tập trung vào đây đi. Yo. Rồi chơi anh tí mong, chó anh tí mong, chú cứ sai chó, nó cứ sai chó. Đấy, tập trung đông đông ở đây để phổ biến qua một lần xong bắt đầu ra thực hành luôn, đào luôn một hố. 40. Hai hố. Nào, đủ chưa? Bao nhiêu hộ ở đây rồi? A Khu kiểm soát thế nào, được bao nhiêu hộ ở đây, nắm bắt được. Thế nào, 1, 2, đếm thế nào Khu ơi, đếm phát thế nào được, 2 đủ, 2 6 không?
Thừa. Thừa hộ. Thừa hộ à? Kia còn hai hộ đang xuống kia. Rồi xuống ăn đấy là lo xuống này. Lo phải lo đâu này. Nào đứng đứng dồn về đây, đứng đứng dồn về đây nào để phổ biến cái xong là này. Nhanh. Đứng dồn về đây đi. Ok, bây giờ là thông báo với toàn thể bà con thế này nhá. Hôm trước là cái dự án rau ấy vẫn còn dư tiền khoảng 8-9 triệu rồi đấy. Thì bây giờ là tiếp tục là mình sẽ triển khai cái dự án cây ăn quả. Để cho dân bản bây giờ là đất trống nhiều quá. Phải trồng đi thì mới có cái ăn được. Thì em lên đây hôm nay là cũng thông báo cho bà con luôn là mình chuẩn bị luôn trước nhá. Cây giống thì hiện tại bây giờ là đang đi tìm đặt chỗ có chỗ lấy rồi. Bây giờ anh em ở tại gia đình mình là chuẩn bị mỗi một hộ gia đình 30 hố. Mỗi hố rộng 40 cm. Gì nhỉ? Vạch một cái hố 40 đi cho bà con biết. Đấy. Sâu như thế để bà con ước lượng cứ hai găng tay là được một hố. Hố nha anh em nhớ nha. Rộng 40 này, sâu 40. Cây cách cây là 4 m. Hàng cách hàng là 3 m. Hiểu không? Ví dụ nhá. Ví dụ cây này này. Cây này là 50 rộng rồi, 40 rồi. Ví dụ cây này nhá, cách cây thứ hai là 4 m. Ờ. Ví dụ nhá, mình trồng một hàng thế này là cứ cách cây 4 m. Nhưng mà hàng này mà cách hàng thứ hai này là 3 m rồi. Đấy. Được chưa? Cái này không đủ quá. Cái này cho phân vào mà. Nha, khi mà đào hố xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị ủ phân chuồng vào, ủ đất mùn vào. Ủ ở đấy khoảng 7 đến 10 ngày thì lấy cây giống lên là trồng luôn. Khi ngày mai ngày kia em sẽ mua cho vôi để đảo lẫn với cái phân, với cái đất mùn đấy. Ủ ở đấy khoảng 7 đến 10 ngày thì mình cứ tầm 7 ngày là trồng được rồi. Nhá. Ủa, chủ như thế thì tủ hơn ha, nhưng hơn. Cái hương hơn là chỗ đi đâu, họ hết rồi, biết rồi. Biết chưa? Biết hết rồi. Cái thế thì mình chung đi nhau rồi, chỉ có cây giống đó. Bây giờ ra đâu nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Chỗ A Tu kia trồng ở kia nhá. Lên đây đào một hố để mẫu ở đây nhá. Hai hố. Tức là hố cách hố để bà con biết luôn. Lên đây anh em ơi, lên đây một tí. Lên đây. Đây. Chỗ này. Đúng chỗ này luôn. Chỗ này một hố. Cách ra 4 m một hố nữa. Đào chỗ này đã để cái cây kia nó được diện tích. Đào chỗ này này. Đấy. Vuông nhá, vuông 40 nhá. Có kiểu mà cứ gì. Em có biết 40 không? Không biết mà. Không biết à? Sâu 40 đấy. Cái này làm thử thôi, cái này làm mẫu thôi. Mẫu. Sao không được trồng ở đấy? Nhà dưới kia nó không được đâu. Đùa chứ. Cái nhà dưới này mà không được trồng cây á? Sao không được nhỉ? Cái lý mấy cái ông này thì không được trồng cây đây đâu. Sao đó? Trồng cây đây đâu. Không được mà nuôi với nó chỉ nhà nó rồi không có vấn đề gì cả. Ôi. Thế bây giờ sổ, bây giờ đất sổ đỏ của mình không trồng được chứ cứ mà chết à? Sợ anh ơi, chơi gì? Chúa ơi, khơi luôn nữa. Mình, thôi cái này để làm mẫu thôi. Mẫu nó khơi nó xuống đâu. Cho chú lo nè. Cho lo mà lo cho bố ai để chú bố. A Tu này đi chạy chắc trồng suốt rồi. Ơi, mình đi trồng. Còn nhiều lắm. Đi cải tạo cũng là nhiều lắm. Đi cải tạo thấy đời cảm giác ở trong trại thế nào? Có có khổ quá không? Không
xong nữa một lượt nữa. Cứ đào đủ đi, đào đủ 40 phân đi. Cái này làm gì đâu sâu 40 phân. Một lượt nữa, một lượt xẻn nữa. Không cần đẹp lắm đâu, không cần đẹp lắm đâu. Đây nhá, đây là một cái hình mẫu của một cái hố như này nhá. Rộng 40, sâu 40. Rộng 40, sâu 40 vuông ấy. Mình hình áng áng tầm đấy là được. Không, bây giờ là Dình ơi, ấy ơi, mày hót một số cái phân về đây mình đảo với đất này cho bà con xem, xong là ủ xuống dưới này. Ở đây phân bón các thứ nhiều ấy, nên lấy cái đất này này đấy, hót cái đất trên ấy, đất mùn, đất linh tinh ấy, cùng với phân bón, cùng với phân chuồng ấy. Hai mẹ qua đây mới chuồng lâu tôi xa cái cái này đó. Bây giờ con hiểu biết đó. Lấy cái đất mặt thôi nha, đừng lấy cái đất dưới là nó không có cái gì đâu. Bà biết đất, đất đỏ là không có vị gì đâu đấy. Mỗi hộ chừng bao nhiêu cây đây? Mỗi hộ bây giờ trước tiên cứ đào 30 hố. Đấy, có thể là sẽ hơn, nhưng mà bây giờ trước tiên đào 30 hố, nếu mà lúc đấy mà nó lấy lên là nhiều mà phải đào thêm thì bà con lúc đấy sẽ vừa trồng vừa đào thêm, hiểu không? Wow, cái đất này không có đất trồng thì trồng lên linh tinh ở kia kìa. Trên biển kia. Trên đồi ấy. Trên đồi đấy á. Em mà trồng linh tinh như này, trồng ở vùng khu vùng mình để. Biết rồi, nhưng mà ví dụ mà trên 30 cây mình không có đất thì mình lên nương mình trồng có cái gì đâu mà. Nương mình có mà. Thôi được rồi. Mất chừng lâu chưa? Được rồi, đảo đều lên. Cái này mai sẽ mua cho mai anh em nào ra đấy nhỉ? Ra bản đều ấy. Like hộ em mấy bao vôi về chia đều ra. Mỗi một hố này là 5 lạng vôi nhá, tức là tương đương với khoảng độ một bát. Một cái bát con ấy, đảo đều với phân với lại đất mùn này. Đấy, xong rồi cứ để ủ thế. Đừng có mà lúc nào chồng mình mới đào nhá. Cái vôi của nó chết đấy. Mình phải ủ mà. Tức là phải đào trước, bây giờ đào đi. 10 ngày nữa, 7 đến 10 ngày nữa thì chồng. Mới chồng. Hiểu không? Chồng em đào bây giờ nó là sót chết hết đấy. Chả thế, bảo bà con nhá. Bây giờ là đào luôn đi. Đấy. Hiểu không? Đấy, ví dụ rồi đào đường này. Đào đều lên. Đấy, ví dụ nha, ví dụ đây, ở đây là một cây đào đi, ví dụ thế thì anh đây này đo ra từ đây ra cái cây thứ hai là 4 mét nhá, đến cây thứ ba cũng 4 mét, như thế đều ra 3 mét được. 3 mét thì tầm đấy thì cũng được rồi, nhưng mà sợ mai sau nó to cái tán nó không được ra quả nhiều đâu. Hàng cách hàng 3 mét, cách cây 4 mét. Đấy. Ok vậy nhá. Anh em là chú ý nhá. Đào trước không được, đến lúc đấy mới đào là bón vôi xuống còn chết hết cây. Đúng rồi. Nhá. Biết rồi. Ok. Thôi có khi là anh em là đào nền đi, xong là chiều về thì tranh thủ đào của nhà mình đi. Đào lấy 30 cây nhá. Bây giờ cứ đào nền đào nước giúp anh em, xong là chiều đây. Hoặc là ngày mai sáng mai thì bảo các chị em ở nhà, người đi làm đường vẫn làm nhá. Người ở nhà vẫn đào nhá. Anh em làm nhá. Em đi về đây. Rồi. Vâng ạ. Đấy. Thế là mình lên ghi những hình ảnh rất là tuyệt vời Thanh Bình ở trên cống rua và chuẩn bị cho cái dự án sắp tới về cây ăn quả cho các bạn biết rồi. Và có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Bây giờ là mình cũng về đó các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo về cống rua.